Triệu Lệ Dĩnh cự tuyệt khi Phùng Thiệu Phong khổ sở quay lại, tất cả vì lời nói của mẹ chồng. Đã hơn một tháng kể từ khi Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong quyết định ly hôn, mọi nhất cử nhất động của cặp đôi tiên đồng ngọc nữ này đều nhận được sự quan tâm của khán giả cũng như giới truyền thông. Nếu như Phùng Thiệu Phong đã nghe theo lời bố mẹ để đi xem mắt, thì mỹ nhân họ Triệu lại dành phần lớn thời gian cho công việc. Mới đây có thông tin cho rằng Phùng Thiệu Phong tỏ ra rất hối hận về việc ly hôn. Nam diễn viên bày tỏ mình vẫn yêu Triệu Lệ Dĩnh, ngày ngày cầu xin bà xã quay lại nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn phủ phàng từ chối. Trước khi cả hai công bố chuyện ly hôn, Phùng Thiệu Phong luôn thể hiện mình là người cuồng vợ. Nam diễn viên luôn tranh thủ tâm sự về vợ con mỗi khi tham gia chương trình hoặc có cơ hội xuất hiện trước khán giả. Thậm chí kể từ khi con trai ra đời, Phùng Thiệu Phong cũng dần nhận ít công việc bên ngoài, toàn tâm toàn ý hoàn thành vai trò người đàn ông mẫu mực của gia đình, khi phần lớn thời gian đều dành cho Triệu Lệ Dĩnh và con. Tuy nhiên dù có yêu đến mấy thì cặp đôi vẫn không thể vượt qua ải mang tên mẹ chồng. Không ít phương tiện truyền thông trước đây từng đưa tin mẹ Phùng Thiệu Phong luôn coi thường xuất thân và học vấn của Triệu Lệ Dĩnh, từ đó khiến cuộc sống gia đình trở nên bất hòa. Nhiều người bày tỏ quan điểm khi Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, người vui nhất có lẽ chính là mẹ của Phùng Thiệu Phong. Ngoài ra, theo một nguồn tin thân thiết với cặp vợ chồng, mẹ Phùng Thiệu Phong từng tuyên bố nhà họ Phùng không muốn có con dâu như Triệu Lệ Dĩnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà nhanh chóng sắp xếp những buổi xem mắt mới cho Phùng Thiệu Phong, ngay khi nam diễn viên vừa mới ly hôn, với yêu cầu đối tượng phải là con nhà quyền quý có học vấn cao. Có lẽ trong mối quan hệ này, cả Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong thực sự đều là những người tuy có duyên nhưng lại chẳng có phận. Như cặp đôi đã từng chia sẻ, quá khứ đã tốt nhưng hy vọng tương lai còn tốt hơn. Các fan đều chọn tin tưởng cặp đôi diễn viên đã từng được coi là đẹp nhất màn ảnh này sẽ có cho mình những sự lựa chọn và cuộc sống bền vững hơn sau này. Theo trang Busy House tiết lộ thì cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong đã khiến Triệu Lệ Dĩnh cảm thấy quá mệt mỏi. Hiện tại cô không muốn hẹn hò mà chỉ muốn tập trung cho công việc. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại đều tỏ thái độ cự tuyệt đối với các sao nam trong làng giải trí muốn tiếp cận cô ấy. Vì cuộc hôn nhân trước đó khiến Triệu Lệ Dĩnh không hạnh phúc, nên bây giờ cô ấy cũng không muốn quá gần gũi với bất kỳ người đàn ông nào. Ngoài ra, trang Busy House cũng khẳng định việc Triệu Lệ Dĩnh có được một sự nghiệp thành công như hiện tại đều đánh đổi bằng nhiều năm nỗ lực. Tuy nhiên, khi kết hôn với Phùng Thiệu Phong, nữ diễn viên Hữu Phỉ bị gia đình chồng ép buộc từ bỏ công việc để tập trung cho gia đình. Đối với yêu cầu này, Triệu Lệ Dĩnh không thể làm được. Kết quả là khiến cuộc hôn nhân giữa cô và Phùng Thiệu Phong tan vỡ. Giờ Triệu Lệ Dĩnh đã ly hôn, cô biết rõ bản thân mình muốn gì và sẽ không tiếp tục đi theo vào vết xe đổ ngày trước. Chính vì thế nên người đẹp không dễ dàng tiến vào một mối quan hệ mới. Trên thực tế, xét về hoàn cảnh gia đình, học vấn cho tới quan điểm sống của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong, có thể thấy hai nghệ sĩ không hề hợp nhau. Tài tử họ Phùng thì cần một người vợ đảm đang việc nhà, chu toàn cho tổ ấm. Thế nhưng Triệu Lệ Dĩnh lại thuộc tiếp phụ nữ hiện đại, yêu công việc và lối sống tự do, không muốn bị gò bó trong khuôn vàng thước ngọc. Chính vì vậy, việc cả hai tái hợp chắc chắn là điều khó xảy ra.